Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tứ Luyện. Thì thưa quý vị và các bạn, tôi không phải là một quý dân chuyên nghiệp về bên sư phạm, mà tôi là một công nhân đi làm việc ở công trường và cũng là một nhà quản lý ở công trường. Thì thưa quý vị và các bạn đó, thì trong tay tôi đây là có một cái đồng hồ một pha. Thì đồng hồ một pha đó sẽ dành cho những phụ tải nhỏ từ 60 đến 80 ampe trong một pha thôi, thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu là đo đếm được. Và nếu lớn hơn đó thì đây gọi là đồng hồ đo đếm trực tiếp, có nghĩa là nó sẽ dòng nó đi qua trong cuộn dây và nó đi qua cái điểm này là trực tiếp. Như vậy á, thì ở trong ba pha thì đồng hồ đó cũng sẽ có đồng hồ đo trực tiếp. Thì cái giới hạn mà chỉ số dòng của nó chỉ là 100 ampe thôi. Như vậy chúng ta có phụ tải lớn hơn thì chúng ta gắn nó như thế nào? Không ngẫu nhiên ngày hôm nay tôi làm bài là tính toán lựa chọn công tơ điện. Như vậy là chúng ta có ba loại đồng hồ. Thứ nhất là tôi nói quý vị nghe nè, đồng hồ về điện tử thì tôi không nói, nó cũng sẽ đo gián tiếp. Và đồng hồ về điện kế điện cơ này nè, nó cũng sẽ đo trực tiếp và gián tiếp có. Thì như vậy đó, hôm nay tôi nhận được một cái thông tin, đó là tôi cũng nói thẳng luôn chứ không phải tôi nói xấu ai hết. Đó là có một khách hàng, đó là phụ tải của người ta muốn làm một cái gì đó mà tôi có 70 cái máy. Thì 70 cái máy này đó, thì một máy nó là 2 kW. Một cái phân xưởng thì nó lại có 70 cái 70 máy tính, cái máy gì đó ha, máy điện đi, tôi không biết cái máy đó là máy gì. Thì cũng không có, tại vì người ta không phải là dân chuyên nghiệp, cho nên là có anh thợ điện tới anh tư vấn á, là bây giờ là một cái, xin lỗi em, từ tôi nói lại nha, là có nghĩa là cái máy tính này nè, là một cái máy điện này nè, cái công suất máy á, một máy á thì nó bằng 2 kW. Như vậy anh có tổng cộng là 70, như vậy là bê tổng á, thì nó có 70 máy nó nhân 2 thì nó bằng là 140 kW. Đây là máy một pha. Cái này là có thật nha. Thì cái anh thợ điện đó là anh tư vấn cho là bây giờ là nó 70 máy là nhiều quá, cho nên mình chia nhỏ nó ra. Mình chia nhỏ nó ra là một máy của đó là một, mình chia một cái đồng hồ đó thì nó khoảng 5 máy. Thì anh định gắn là khoảng 15 cái đồng hồ đo điện như thế này. Anh định gắn là 12 đến 15 cái đồng hồ như thế này. Thì sẽ đếm được rồi cộng lại là nó ra tổng cộng là bao nhiêu. Thì cái người này gọi đến cho mình là nói Luyện ơi, hãy hỗ trợ giúp anh là có cách nào để đo một lần thôi. Như vậy thì gắn 15 cái như thế này thì nó có tổn hao điện năng lắm hay không? Và thứ hai nữa là chi phí nó có nhiều lắm hay không? Thứ ba nữa là mình sẽ đi cộng lại từng cái rồi biết sau đây. Thì mình cười, mình nói là ok, anh cứ an tâm, thì sẽ có một cách để mà chúng ta gắn. Thì tôi hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần thì anh khẳng định là anh sẽ có cái công suất như thế này. Chính xác vào đây. Thì thưa các bạn, thì các bạn nhìn vào đây làm các bạn biết là các bạn tính toán như thế nào và các bạn chọn tải như thế nào và các bạn chọn đồng hồ như thế nào. Không phải ai cũng biết. Và tôi nói với các bạn học hơi lớp học chuẩn điện đó, thì còn thách đố tôi là có cần dắt ông Quyền tới nhà ông giáo sư tiến sĩ Quyền Quán hay không. Và hãy nói ông tiến sĩ Quyền Quán đó là đốt hết mấy cái tiêu chuẩn
nó đi, và hai nữa là tiêu chuẩn mà chọn lựa chọn dây của TCVN á, năm cái nghị định 2012 đó, đó là 7447 đó, để đi học của tôi, đừng có nói sốc như thế. Tại vì các bạn học, các bạn chưa hết, chưa hiểu được cái sự quyền diệu của nó. Đương nhiên kiến thức nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà các bạn phải lắng nghe thêm một chút nữa, vì chúng tôi là những người đi trước để chúng tôi có kinh nghiệm. Đương nhiên tôi không phải là thầy giáo, nhưng mà tôi được bao nhiêu thì tôi chia sẻ bao nhiêu. Tôi cũng nói thật với các bạn đó là hiện giờ là tôi đang làm công nhân đó. Tại vì tôi làm những việc đó là gì? Tôi để tôi chủ động có thời gian để tôi làm YouTube. Nghĩa là tôi sẽ quay phim, tôi làm những video, tôi chia sẻ kiến thức cho quý vị và tôi hỗ trợ được người khác. Đó là niềm vui của tôi. Ngày nào tôi không ra được video, tôi bận rộn, tôi rất là buồn. Cho nên là ngày nào tôi ra video tôi cảm thấy rất là vui, đó là cái niềm vui của tôi. Cho nên tôi chia sẻ cho mọi quý vị. Nếu quý vị nào biết thì thôi không coi. Cũng đừng có nên cái những comment, những cái lời nó cay độc với nhau để làm cái gì. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tính toán lựa chọn ha. Thì bây giờ tôi môn cái vấn đề này nha. Bây giờ tôi sẽ cho cái công suất bê tổng ở đây này. Cái tựa đề hôm nay là tính toán lựa chọn công tơ điện. Như vậy là chúng ta có tổng công suất ở đây, bê tổng nha, là 140 kW. Bây giờ các bạn làm sao? Các bạn quy đổi ra là dầu. Các bạn làm sao? Các bạn quy đổi ra để các bạn biết được là công suất nó bao nhiêu ampe, và chúng ta lựa chọn siêu đồng hồ 1 pha hay là 3 pha. Chúng ta bắt đầu nhé. Ok, chúng ta bắt đầu tính nha. Như vậy thì bê tổng chúng ta 140 kg. Bây giờ là vấn đề là chúng ta phải tính công tơ điện, chúng ta lựa chọn, chúng ta tính được cái dòng điện đi qua nó là bao nhiêu để chúng ta lựa chọn nó. Rất là thú vị. Các bạn bắt đầu nha. Như hôm trước là tôi có nói với quý vị và các bạn đó là có bài hôm trước đó là quy đổi công suất 1 pha về 3 pha để lựa chọn CB, lựa chọn dây dẫn. Thì ở đây là các bạn biết rằng là 140 kW này là 140 kW 1 pha nha. Ok chưa? Tôi cũng xin nhắc lại có 3 cách tính, là cách tính theo kinh nghiệm nè, mà chúng tôi đang làm việc ở ngoài nè, là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Rồi, bạn nào còn muốn thắc mắc thì đi xem lại bài quy đổi công suất 1 pha về 3 pha. Đó là tính được cái dòng điện, dòng điện định mức. Tôi bỏ qua luôn để các bạn xem lại cái bài trước nha. Ở đây là y 3 pha bằng b nhân 2 thì bằng 140 nhân 2 thì bằng là 280 ampe. Các bạn nào thắc mắc thì xem lại bài trước. Tôi nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn quy đổi công suất 1 pha về 3 pha là ra cái dòng này là y 3 pha. Như vậy làm sao các bạn tính được? Rồi bây giờ là các bạn biết là chúng ta có 3 loại đồng hồ. Thứ nhất là đồng hồ 1 pha là không có cái dòng điện nào như thế này. Nếu như đồng hồ 3 pha trực tiếp, y 3 pha có nghĩa là y lúc đó y dây nè chính nó bằng y pha nè, y pha a nè bằng y pha b nè bằng y pha c nè bằng 280 ampe. Tôi ghi rất là rõ là y dây chính là y 3 pha nè, y 3 nè là y 3 pha nha.
Còn tại sao thì xem lại bài quy đổi công suất 1 pha về 3 pha. Thì ở đây đó là chúng ta sẽ lựa chọn các công tơ điện 3 pha trực tiếp, là nó đóng như thế này nè, cái công tơ nó sẽ đi chân như thế này nè. Chân số 1. Đúng không? 2 3 4 5 6 7 8. Còn có 8 tiếp điểm vậy nè. Cái line này là line 1. Cái công tơ này đó, cái công tơ điện này tôi ghi đó, công tơ điện này nè. Đây là trực tiếp nha. Thì cái dòng IMAX của nó đó thì nó bằng là 100 A. Ok chưa? Như vậy quý vị nhìn thấy ở này là 280 A. Thì các bạn đem vô đây nó sẽ nổ ngay cái đồng hồ này, chúng ta sẽ không được. Thì còn cách nào để chúng ta lựa chọn hay không? Có, đó là chúng ta lựa chọn qua cái đồng hồ đo nhanh tiếp. Lựa vậy mà ta lựa chọn cái đồng hồ đo nhanh tiếp. Như vậy đo gián tiếp là gì? Các bạn phải nhớ đến là CT, đó là Current Transformer, đó là các bạn lựa chọn biến dòng. Cái biến dòng cho các bạn xem cái biến dòng. Cái này là biến dòng này á, người ta được gọi là cái biến dòng này người ta gọi là MCT. Cái MCT nha. Các bạn sẽ nhìn thấy rõ đây là cái đang người ta gọi là MCT. Cái này á là chúng ta phải đưa đầu nó đúng vào K ra L. Nếu như chúng ta không muốn nó sai số. Như vậy trên cái CT này các bạn có thấy là thông số nó là bao nhiêu không? Cái thông số nó là 50/5. Có nghĩa là cái dòng điện lớn nhất nó đi qua đây là 50 A. Và nó biến dòng đưa về 50 A để nó đo lường. Và cái capacity có nghĩa là nó 5 VA, cái công suất của nó là 5 VA. Như vậy thì cái tỷ số biến dòng là gì? Đó là tỷ số bán biến áp. Cái này mình bo nha. Có nghĩa là cái cuộn thơ cấp trên cuộn thơ cấp có nghĩa là như thế này. Tỷ số biến dòng được mặc định là K. K thì bằng N1 trên N2 thì luôn luôn là bằng 5 A. Có nghĩa là số vòng thứ cấp trên cái vòng sơ cấp nó ra là bao nhiêu thì chúng ta luôn luôn đưa về 5 A. Ví dụ như là tỷ số biến dòng chúng ta ghi là 300/5, có nghĩa là cái dòng điện đi qua bên đó, cái dòng thứ cấp là 300 A và nó biến về đây là 5 A để dùng để đo đếm gián tiếp qua cái đồng hồ. Như vậy là thưa quý vị, hồi nãy là chúng ta tính được là y 3 pha thì bằng là 280 A đó. Hay chính xác hơn đó là tôi dùng một cái thuật ngữ là y dây bằng y pha, a bằng y pha b bằng y pha c này là bằng 280 A. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ làm như thế nào và chúng ta đấu chân nó như thế nào thì hôm nay tôi vẽ luôn sơ đồ cho các bạn đấu chân nha. Thì chúng ta chọn ra nè, lựa chọn, chọn lựa cái công tơ điện là 3 pha đo gián tiếp. Tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta đo trực tiếp chỉ có 100 A thôi. Như vậy dòng điện chúng ta gần 3 lần, cho nên là chúng ta để trên này cái tỷ số biến dòng K là bằng N1 trên N2.
thì nó lại mất cái số này. Nó chưa có đúng đâu, chưa có chuẩn đâu nha. Tôi nói là tôi không phải là dân dư phạm nên tôi quên cái chỗ này rồi. Ông nào giỏi thì comment ở dưới đó cho nó tốt hơn, chứ đừng nhảy vô là không biết tào lao. Ok, thì ngay chỗ này là đôi gián tiếp này. Chỗ này thì chúng ta lựa chọn đầu tiên là chúng ta lựa chọn cái MCT. Cái MCT là cái này nè. Cái này nè là tỷ số biến dòng là 300.5. Như vậy là 3 pha thì có 3 cái, cho nên ta lựa chọn là ba cái CT 300/5 về. Và công tơ 3 pha liên tiếp. Như vậy bây giờ các bạn đấu chân nó như thế nào thì các bạn dựa vào sơ đồ đấu chân nha. Bây giờ tôi vẽ sơ đồ đấu chân nó như thế nào thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái công tơ điện đó nó luôn luôn vẽ cho các bạn một cái sơ đồ ở đây. Các bạn phải đấu theo nó. Và nếu mà các bạn không đấu theo nó là các bạn nhầm lẫn, nó sẽ bị đổ. Thì trên cái công tơ 3 pha gián tiếp này nó cũng sẽ có như vậy. Và bây giờ tôi muốn vẽ lại trên này cho các bạn xem nha. Nó sẽ có 11 chân. Ok. Mình vẽ cái công tơ điện 3 pha gián tiếp nó như thế nào. Ba cái dòng này là ba cái dòng tròn ở trên cái công tơ á. Các bạn từ từ nha. Tôi chỉ là rất là thực tế. Và hôm trước tôi có quay nhưng mà cái đoạn phim nó bị hư mất tiêu rồi, cho nên là cũng không thể nào cho các bạn thấy được là như thế nào. Như vậy ở đây á là chân số 1. Chỗ này nó là chân số 2. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Chân này xem tôi tính này. Cái này là chúng ta đấu xuống phụ tải bình thường, chúng ta lấy một cái sợi dây nhỏ là đây là cái phụ tải 3 pha đi xuống như thế này. Rồi bây giờ mình mới vẽ cho các bạn là cái miếng dầm nó như thế nào nha. Mình vẽ lại đây là cái cục miếng dầm của chúng ta đó, là nó có một cái vòng tròn như thế này nè, có vòng tròn đây, có nghĩa là cái sợi dây tải của mình đó, cái sợi dây điện của mình nó sẽ luồn vô này. Các bạn thấy bữa trước tôi đeo CT để đo đếm không, cái sợi dây điện của mình mà đi vô cái thanh tải cái lớn đó, nó phải chui qua đây để nó biến dòng đưa về năm để nó đo đếm. Thì ngay chỗ này á, là chúng ta sẽ đấu thứ tự là cái biến dòng này á, là nó có gì sợi dây pha lai một này, lai một đây. Thì cái ở trên này nó có hai cái chân ca và L nãy tôi cho các bạn xem đó. Thì cái chân ca này nè, nó đi như thế nào, đó là nó đi vào cái đầu ca và nó vào cái đầu này này.
chân số 2 nó là sao? Chân số 2 là nó lấy điện áp nha các bạn. Điện áp của pha cái này là UA, là cái điện áp đưa vào nó. Và thứ tự đó là chúng ta phải có 3 cái miếng dầu. Rồi cái lay 2 đó là cái gì? Nhỏ thôi, to quá là hết bản. Đó, thì ở đây chúng ta cũng có cái dấu chấm. Đại khái là như vậy. Cái này thì nó đi vào phần K và nó ra là L. Cái này các bạn thấy nó kết nối chung không? Cái L này sẽ kết nối chung ha. Và các bạn để ý ở chỗ này nha. Đây là cái áp C. Áp A, cái áp này nó lấy là ở trước đây nè. Cái sợi dây á, cái này là cái sợi dây á, là chúng ta lấy chúng ta vẽ như thế này, nhưng mà chúng ta phải biết lấy ngay chỗ tiếp điểm CV đó là lay 2. Chỗ này là gì? Chỗ này là IA này. Chỗ này là cái dòng IA này. Thì chỗ này là dòng IA phải này. Phải không? Nó đi qua biết dòng mà nó qua cuộn sơ cấp và thứ cấp mà. Cho nên ở chỗ này nó cũng là cái áp luôn nè. Ngay chỗ này là áp nè. Áp B nè. Và chỗ này là IB nè. Và chỗ này là IB phải nè. Rồi còn lại cái miếng dòng thứ ba là cái gì? Đây. Yeah, qua đây. Nó ở đây, mình lấy cái điểm này điểm K luôn và điểm này L. Chúng ta đi. Ok. Và chú L này, L này kết nối ở đây luôn. Chúng này. Và cái này kết nối đó. Cái sợi dây tải là nó chui qua nha. Đó, đây là đây 1, đây 2 và đây 3. Đi chui qua. Chui qua sợi dây đó, đây là L3 luôn. Thì cuối cùng là cái dây đó, cái dây số 9 đó nè, thì chúng ta kết nối với dưới râu. Và còn lại đó là dây N thì chúng ta kết nối là bình thường thôi. Áp đây là áp UN. Cái áp này là UC. Đó là cái cách mà chúng ta đấu chừng cái đồng hồ 3 pha kế tiếp. Thưa các bạn hãy chú ý nha. Khi các bạn đấu vào K L ra đúng phải đúng thứ tự, các bạn không được nhầm lẫn nha. Tránh cái sự sai số, các bạn ưng thì các bạn chọn cái đầu này, đầu K này ra L xong các bạn quay lại là L về K. Thì nó không đúng. Đây là một cái bài toán để chúng ta tính toán lựa chọn chúng ta. Như vậy ở một dòng điện hơi lớn một chút xíu thì là như thế. Trên 100 A. Thưa các bạn, nếu như ở đây mà 1, 2, 3 A thì sao? Thì nó cũng vậy thôi. Chúng ta thay đổi cái tỷ số biến dòng 2000/5, 3200/5 hay là 1000/5, 1250/5 do chúng ta lựa chọn cái này để cho đồng hồ chúng ta đo đếm. Thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn mà cảm thấy video này có hữu ích, hãy like share video và nhớ đăng ký kênh để nhận những video hữu ích. Thân ái chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp những video sau.